Thưa quý vị, quận 12 nói riêng và khu vực Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thị trường nhà đất sôi động của thành phố. Đây là cơ hội để các đối tượng đầu nậu, các chủ đất lợi dụng lập phi bằng để chuyển nhượng nhà đất khi mà đã thế chấp tài sản ở ngân hàng, cầm cố hoặc là phân lô bán nền trái phép và chuyển nhượng cho người khác bằng hình thức đó là viết tay. Và điều này thì dẫn đến phát sinh các tranh chấp tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên trong giao dịch, đặc biệt là bên mua. Và trường hợp của hơn 20 hộ dân ở hẻm TX31 phường Thạnh Xuân quận 12 là một ví dụ điển hình. Lúc đó thì không có biết, cái khó khăn nhất là mỗi lần mà mua bán được là phải đi hết những cái khu này đi lên chứng. Chủ mà bán nhà bán đất ở đây á, người ta có nói là chỉ ra công chứng thôi là ở là được rồi chứ không cần gì phải ra giấy tờ, mà mình cũng thừa hiểu biết cái điều đó là không thể nào mà ra sổ được, tại vì nó không đủ diện tích. Nó có ba mấy mét vuông thôi, bây giờ mình ở đây là chỉ có là ở tạm trú thôi à, chứ không có thường trú được. Thưa quý vị, bên cạnh một số đối tượng đầu nậu lừa đảo thì hiện nay một số đối tượng môi giới bất động sản sử dụng thuật ngữ đó là vi bằng công chứng thừa phát lại hay là công chứng thừa phát lại, mặc dù đây không phải là một thuật ngữ pháp lý. Mục đích của điều này đó là để thuyết phục khách hàng rằng có sự đảm bảo về pháp lý cho giao dịch bất động sản. Điều này khiến cho rất nhiều người dính vào những khó khăn về tranh chấp tài sản, xây dựng trái phép và cơ quan chức năng thì gặp khó khăn trong quá trình quản lý và xử lý vụ việc. Vi bằng là hoạt động của thừa phát lại, được hiểu là một cái văn bản ghi nhận lại cái sự kiện, cái hành vi mà thừa phát lại chứng kiến, chứ không có giá trị pháp lý. Trước khó khăn trong quản lý đất đai tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố, thực trạng lợi dụng vi bằng để lách luật trong chuyển nhượng nhà đất và tài sản gắn liền với đất, Sở Tư pháp thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, triển khai nhiều biện pháp khống chế, giảm thiểu tối đa các vụ việc lừa đảo, tranh chấp, xây dựng trái phép liên quan đến việc lập vi bằng trong thời gian chờ đợi quy định và chế tài cụ thể đối với hành vi này. Ủy ban dân quận đã cấm các cái bảng để thông tin cho người dân đất ở chỗ này là đất quy hoạch, đất cây xanh, đất nhà nước quản lý là không có chuyển nhượng. Ngoài ra thì Ủy ban dân quận áp dụng các cái kênh thông tin hiện nay của quận như là trang web của quận, rồi fanpage của quận, của phường, rồi qua cái tờ tin để tuyên truyền xuống cho người dân. Sở cũng đã quán triệt cho các văn phòng thừa phát lại để mà phổ biến cho thừa phát lại khi lập vi bằng thì phải giải thích rõ cho người dân hiểu về giá trị pháp lý của vi bằng, cũng như là không được lập vi bằng đối với những cái trường hợp là mua bán nhà đất trái quy định của pháp luật. Năm 2017, huyện Hóc Môn cũng từng phát cảnh báo nạn lừa bán nhà đất bằng giấy tay qua hình thức lập vi bằng đối với loại nhà ba chung trên địa bàn. Người dân cần hết sức cảnh giác, tìm hiểu kỹ lưỡng liên quan đến thủ tục pháp lý về nhà và đất.